Dạ hello cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Vợ Hồng TV nha nha. Bữa nay bữa giờ cho nhiều quá rồi, bữa nay còn hai thằng giờ mập lại trước, cầm cái lại trước, lát mấy anh em chơi lại sau nha nha. Nãy giờ em cũng tranh thủ em chạy em đi mua đồ dở cho heo mập, em mua cái loại heo chà bỏ Còn cái đuổi của em đó cả nhà. bỏ đuổi của mập đi đó. Hello cả nhà nha. Thì giờ cho mập cạo đi nha cả nhà, cạo lông làm sạch đi. Bữa nay lát nữa mấy anh em kia mới lại đang em điện cho hay gọi hết trơn rồi, anh tập trung lại Không cho hay hay mình ăn luôn á. không cho hay là cho ăn luôn, tại mánh lời mời lời mời đó giờ tập trung mà chưa thấy lại thấy không, bởi vì lợi sao là bị cho anh hoài là gì đó, mình cũng chưa có kinh nghiệm đâu. Bữa nào em để em cho một cái ịt thì một cái được thu ịt nữa nè. Bây giờ để giờ em sẽ làm cái vòi heo này nha cả nhà, thì để coi làm cái món gì thì mời cả nhà mình theo dõi video em nha. Bây giờ theo cả nhà đi cho hay rồi đó, mà giờ này mà còn chưa lỡ ai chứ còn mình, anh em đợi từ nãy giờ em với mập nè đó. Giờ thôi bây giờ em sẽ làm cái vòi heo này tiếp mập nha nha, ở nhà theo dõi em bữa nay em làm gì ăn nghe cả nhà ơi, chứ bây giờ cho anh ngoài mình làm ăn thật bữa nha. Nướng dính rồi đó. Ừ. À. À, đã đó nha. Em đã lắp xương hết rồi thì bây giờ là em sẽ tẩm ớt gia vị và để mình nướng thôi nha nhà. Dạ giờ em sẽ đi che mình để một cái giò heo đó mình sẽ nướng nha các bạn. Để kiếm bằng sáu thì cái che sẽ được. Nè che nhỏ mà cái đó dài lắm, rút nhỏ được rồi, đưa qua đây nè, cái chỗ nhỏ rồi cạp được rồi, cái đó cạo phía trên mà cũng dài chút kiếm như có nhánh nào rồi về à, đây nè đây nè đây nè dọn đường. Dọn đường. À, cái này ok ha. Cái này ok. Ừ. Cái này ok. Em dọn đường cho các nhà ăn dễ chặt cái chè nhỏ này mới được. Lòng nó ra. Bá đó kìa, bá mắt kìa, bá mắt trong kìa, bá mắt trong kìa. Đưa qua đây xíu. Để giật nó ra cái đây. Để giật nó ra nó mới được chặt được. Đó. Ok không? Ok. Vừa rồi. Ê, sáng dữ rồi. Đây hả? Ừ. Trời. Giờ đất. Rồi. Đây. Cái nhánh tre này là mình rồi. Rồi em, nhánh tre này là kẹp cái đùi của heo vô là mình nướng là ok luôn đó nha, hết sảy luôn. Ngon luôn đó, cái này khỏi sợ bị nó bị gãy. Mà hổng mới nướng cái cây kia nó gãy luôn. Kiếm cái gì mình gấp mới được. Làm gì đi. Ừ, đi, mày đi làm cái gì? Đốt than, đốt than. Đốt than làm cái gì? Đốt than chơi gì?
làm gì ní nhọn à cát luôn trời. Cho mượn móng giò ngậm thử nè. Gì ông nội trời, tám lắm mà trời ơi, nó mềm nó đó ông nội. Ngậm ngậm lắm nó bung da lên trơn rồi mới da chai rồi đó. Hay đúng không, mở không nhọn ông không ăn móng heo không? Ủa là tôi ăn cái cục nạc đó, chỉ cái móng đưa thằng nhọn đưa cái móng nó lên là muốn mở rồi. Con giò nó bự nóng lạnh gì cả nhà đó nè. Quả chậu thiệt. Nằm thiệt quý. Nằm đi chợ. Ở cả nhà. Em bẻ mấy cái lá me non cũng chú bảy nha nha. Bữa nay mình làm cái món đập là lạ hiếm. Lạ lạ chút xíu. Mẹ non nè, nấu bên chua một cái, nó chua một cái. Biết nấu gì ngon không? Nấu lòng bò ăn ngon lắm. Không. Đúng rồi. Mẹ non, lá mẹ non là hấp nấu với lòng bò đúng không? Ừ. Quả non luôn quê quê. Ở đây cả nhà, cái này lá mẹ non này mấy chị mà nấu bên chua gà rồi nó cũng ngon nữa. Non xèo, non nhiễu luôn, tại me này bữa hổm mới mua đầu mùa á. Ông ổng tỉa nhánh rồi giờ nó ra là gì dạ. Đó tỉa nhánh rồi nó ra gì đó cũng chú bảy á, nói chung ăn cái nào cũng chữ rồi tại thôi cởi đi mở. Mà mua cái giò heo gì nhiều dữ vô có đó còn cục đó hả, để nó đợi nó đi làm gì vậy thôi bắn gì trời bắn vậy bắn vậy chưa ra đâu. Đổ đít mày con. Để được gắn không nè. Ra cho xin gắn. Để giờ em sẽ ra em rửa mấy này nha cả nhà. Để em rửa cái này. Gắn không biết được gắn. Chơi ngu vậy bạn. Chưa ha. Mình nãy giờ mình không có quen lá ổi, người ta nướng lá ổi không à, bây giờ mình chơi lá me non đúng không, cho nó chua rồi. Lá me này ngon lắm nha cả nhà, thường thường người ta ăn, tại vì em ở quê là mấy em thích ăn chua, cái chua chua là mấy em thích lắm. Còn ví dụ còn cái lõi thì nãy giờ mấy em cũng chưa có nướng, cũng như chưa gành, nên là em làm lá me trước cho nó thấm được hết, rồi là tới cái này là cái phần nước sốt em sẽ chét vô trong này hết luôn. Nước sốt cũng đơn giản lắm cả nhà, hủ sa tế, thẻ ngũ di hương, tương ớt,
với ớt tương với một thẻ thẻ nướng sốt nướng thịt là ok nha cả nhà. Rồi như đây mình rồi chung em không có ốp ở ngoài nha cả nhà, em chỉ ốp phần ở trong thôi, đặng em ốp em gói làm nướng thôi, ở ngoài nó dễ khét lắm. Nói chung là mình nướng rồi đi một lát nó săn lại á. Cây cỏ mình đâu rồi? Cây cỏ mình đây nè, đủ một lát là mình sẽ quét đúng không? Ừ. Đầy đủ để đủ đây đi, cây cỏ nói chung là đầy đủ hết trơn cả nhà, đủ rồi là mua đầy đủ hết. Đó rồi bắt đầu là đem cây vô quấn vô phải cho nó nghỉ đi, nghỉ xíu đi, cho nó nghỉ chút xíu nha cả nhà, cho nó nghỉ thịt chút xíu, em sẽ kêu là nghỉ thịt xíu ra ngoài em sẽ quấn vô cây nướng, sẽ đợi lên nướng thì là mình chính là mình thưởng thức luôn nha cả nhà, thưởng thức kinh nghiệm rồi mấy lần rồi đến hoài thiệt á. Em ôm sát thì che quá sát á, rồi trời nín kính cho tao què chứ hổm mày nướng cái miếng thịt chà bá đó, cái này là thái hết trơn rồi, mày đẩy lửa cao lên đi là không nín đâu. Quấn gì trời, không dây nên không tới nữa, rồi khỏi sổ ngang đi, khỏi sổ ngang đi, thẳng ngang luôn cái một à. Cái bột vô đây nè, để vô cái ngàm này nè, bỏ vô ngàm này nè. Ừ được phải không? Ừ. Ok nó có cái mắt đâu trời, để cái chân mắt mới được, còn mình siết siết được rồi nó siết luôn phải không? Đó nữa rồi siết sẵn luôn đi cho nghe ngàm coi. À, nhọn bây giờ nhọn quấn từ đầu tới cuối luôn nhọn. Dịch thẳng vậy, dịch thẳng vậy nhọn. Coi xé ấy chưa? À, lấy dao ghim đi. Được đâu? Cái da nó qua rồi, qua rồi. Qua lớp da nhỏ rồi. Trời ơi, trời. Rồi. Như cái lớp da trâu vậy. Rồi. 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 Mỏng bội. Rồi bây giờ là mấy anh em sẽ để lên lửa thôi nha cả nhà. Ừ cái đó thấp một nhỏ hơn. Lấy cái gì mình cơi lên. Như luôn đó. Hello cả nhà. Dạ hello cả nhà nha. Dạ hello cả nhà nha. Hello cả nhà. Dạ chào cả nhà. Ờ đeo khẩu trang vô đi. Ủa có vô ăn hết rồi. Dạ. Dạ. Cuối cùng thấy chưa bạn say có một say nữa ho nữa nè. Ờ đeo khẩu trang dạ. Vô không? Ừ. Từ hồi nãy giờ cuối cùng cái đùi heo cũng đã chín rồi nha cả nhà. Cho vào nướng rất là lâu luôn nha cả nhà. Thì bây giờ là cái ốp xong hết trơn rồi, bây giờ là em sẽ để lên đây bắt đầu mình sắt ra phải anh em. Mình kéo cắt á. Đó. Tới chung cái dao đó rồi mà. Bây giờ mình nó còn nóng cả nhà đó rồi mình lấy kéo cắt mình đi kéo cắt lấy dao rồi chắc cũng im gì vậy say.
em coi thử coi bành mấy trái tim chưa, chín chưa nhà ơi. Quá hên rồi, nó chín rồi cả nhà ơi, quá hên rồi. Cái này là chơi nguyên phần đã luôn cả nhà, nhưng mà thôi ai ăn thì thử cắt đi nha, để mất công tôi cắt không nó thừa đi, nó ăn không hết gì đó. Rồi ăn thử cắt đi. Ừ, cái này dùm đá đó nha, cái này nó vừa nạt mà nó vừa mở nữa nhà ơi. Đúng rồi, lật cái bờ kia lại không, lật bờ kia lên, lật bờ kia lên thôi, lật bờ bật bờ kia lên. Ờ đó cả nhà, ốp rất là lâu luôn đó, để lâu thấm vô cũng giòn quá ha, giờ nó cũng hơi giòn à. Hơi giòn dạ, chưa giòn đâu, tại sao em rút sườn cả nhà, em cũng quay sẵn cả nhà thấy đó, rút sườn sạch hết trơn đó. Bây giờ chỉ cần nướng thôi, nhưng mà nướng rất là lâu luôn, nướng mấy tiếng đồng hồ nó mới chín được hết cái giò heo đó cả nhà. Quá nóng đây cậu, đâu buông đi, buông đi cắt hả, nóng à, xe cắt cái đó là gà nạt không luôn á. Đúng rồi, về tôi cắt da luôn. Ừ, cắt ra cho xuống á hả, rồi không để cả nhà mình đợi lâu nha, em mời cả nhà mình thưởng thức nha, một miếng giò heo ướp lá me non nướng nha nhà, chấm vô muối ớt xanh. Dạ em mời cả nhà mình miếng nha cả nhà ơi. Quá đã, nóng quá, nóng quá, quá nóng đưa nhóm tôi nóng không để, nóng mà để dành nó ăn cơm, nó ăn hết nữa. Rồi, đi ăn hết đi, vô đây thôi em, cắt cho em một tay mà cả nhà dùng cho em miếng thịt lợn nha. Im không, im chua chua lá me á, chấm thêm cái này muối xanh nữa, xả cả nhà. Ôi nó nóng nè, ăn nóng như mới đã. Đây cậu thích ăn nạc phải không nè. Ừ đó, em mời cả nhà ăn nha, miếng thịt heo nướng nha, ăn hết, ăn nhiều đi, cắt nhiều nữa. Dạ mời nhà nha, nha ơi, quá đã. Ăn bốc nó ngon, mời cả nhà ăn miếng. Dạ gì là quá ngon gì trời chứ, gì đó hả. Trời sáng rút xương biết bao lâu mới rút xong, lại lóc ra từ 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 lâu quá nha, cái này gia vị là làm dễ làm đó nhà ơi, nhưng là thơm ngon nhà, xem nếu có làm thử làm theo em á cả nhà, ở trên video á dễ làm lắm. Trời bây giờ mình cho em hoài, giờ mình làm mình, mình ăn cái cho thoải mái thằng nha. Ra quá ngon, ra ngọt hay nè, vừa đeo mùa nắng á, mình trái đã nghe rồi, cái màu trắng đó phải không. Ừ, cái màu trắng đa số là đắng, mình trái nó đắng chịu nổi, ngon còn hơn củ qua. Ừ, dưa leo rõ đắng kỳ hôi, có nhà là ăn không nổi luôn. Thôi em, thôi em, quá đã. Mở nhầm nha cả nhà ơi, mở cái nhà đi cả nhà ơi, giờ này nó còn nóng nhai mềm đã nha. Mày cho mấy trái da trắng à? Trắng mày da bắp kia kìa. Trắng như vậy nè. Chết này hả? Đấy. Trời ơi. Mà cái lít đó nha. Trắng dưới đít hả? Là nó bị đắng. Mà khi trái xanh không đắng nè ba ơi. Trái xanh không đắng nghe à? Mà anh chung nội không biết đâu được. Này coi nhà ra đây nè mầm, để coi nè. Cái gan em rút xương giờ nướng thì nó rút lợn gì nè cả nhà. Cái này cái cảm nó đã nè. Gan là ăn nó giòn 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 giòn, nhưng mà nấu lâu quá thì nó mềm luôn à. Gà bắp. Cho nó ăn cục có xén. Bắp. Đi dao dẹp hả? Ừ. Rồi rất là thôi. Quá êm, không? Trời ơi, nguyên cái cù lẳng. Nóng. Sắc cá, sắc cá. Sắc
cái kẹp kìa, gấp đôi gắt. Ừ. Sợ gọi Nguyễn cùng mở nè. Rồi đứt luôn mày. Đứt rồi chứ nó đứt nội ơi. Nó là một đó cạp luôn đó. Cái gì? Không đó cạp đó. Ăn lẩu đâu. Đó, cái này nó như cái cục ba chỉ vậy ta. Ba gọi. Ba gọi. Ừ, ba gọi đó. Ba gọi cũng như ba chỉ vậy nè. Không mấy nữa. Má gọi. Đó. Nè, chơi. Đó, giò heo rồi, làm đi. À. Vì mình vừa cạp cái giò heo với vừa găng luôn đầy đủ luôn nè. Đợi tử. Giò. Nè, anh em chơi thử xin. Chơi thử cùng nữa coi. Khẻ nó ra, khẻ nó bên kia kìa. Ờ vậy đó. Được không? Ừ. Đó. Ờ tự. Quá em. Nè, chuyên ta thích ăn giò heo là gì? Đó, xay, chơi thử một món nữa xay. Đưa cho ông già lớn giờ ông ăn đi. Ờ, mà không có ăn cái giò heo được. Em mời cả nhà cái móng nha. Em nhờ cắt ra thành móng. Móng gì? Móng heo. Móng nợn. Để chờ thử cái cục này tới cửa cục của chị nữa. Nhìn mà sạc ư. Đó. Đó rồi. Đó rồi, ghi xây. Mời cả nhà nha. Trời ơi, đó. Ngon nha, béo. Đó, để mời cả nhà nha. Đây là cái phanh này kế kế móng. Kế của anh hai nha nha. Kế cái móng. Móng à. Răng. Ừ. Ừ. Thơm. Quê em. Ăn dưa này ăn ở dưới nó không đắng, ăn dài dài nó đắng à. Đắng cái đầu nè. Nói thường nó đắng dưới đất rồi. Đây là đẩy đắng lên. Ừ. Đây là đẩy đắng lên. Không phải già nên mới đắng. Thôi cái này vừa đang. Cầm cuốn nó đẩy đắng ra. Ừ. Nạp nó lên ở ngoài. Cái này là riêng mở cái chủ này đó nha. Nấu giờ ốp gì không? Ốp lắm mẹ non. Nấu giờ làm thường thường thấy người ta ốp lõi á, tại vì mấy em ở đây chưa cần cái lõi thử, tại cái lõi nhầm chỗ người ta luộc ốp cả nhà, ta không để lõi nữa. Còn của em thì không có để lõi, luộc ốp thì xả này kia không, còn cái này thì ăn nấu giờ mình chưa ốp nên là mình không làm luôn. Rồi em làm thử cái kia là ốp cái lá me non thôi, lá me non thì nấu giờ cái mùi nó mình biết mình quen, cả nhà nó chua với lại nó cũng dễ ăn nữa. Thôi lại cái nhà mình đợi lâu ăn móng nó nhọn thôi. Chờ miếng nó xay. Tôi không ăn móng, cái móng, móng nữa. Cái gì? Thấy cái móng nhỏ giờ. Đợi nhọn là không ăn được cái móng cả nhà. Anh đi ăn với anh là anh đưa cái móng về mình ăn không à. Móng cả nhà. Anh đưa cái móng trong tô, móng với cái móng quèm cho ăn. Lên. Móng này mà cho nó ngậm cả nhà. Ăn móng vợ mới dở móng vợ lên quỳ hoài là ăn vô lắm. Bị húi móng luôn kìa. Thấy không? Cái gì á mẹ. Ôi trời. Tính chặt cái chân. Ơ miếng dưa leo đắng ừ. Thế à. Nó ngát. Em móng giò heo nghe nha. Cạp. Ừ. Ừ. Beautiful. Beautiful. Trời ơi, ghê vậy. Bữa nay nói tiếng Anh luôn trời. Là đẹp cái gì? Là đẹp cái gì? Beautiful là đẹp cái gì? Beautiful là gì? Hot đẹp gái. Hot đẹp gái hả? Còn hot girl mới đẹp gái chứ. Hot girl là con gái bà ơi. Hết giờ là con gái hả? Ừ. Là đẹp gái đó. Hot boy là con trai đó bà ơi. Hot girl là con gái nóng. Hot boy là con trai like, trai lạnh. Trai nóng. Hot là nóng. Hot là tin nóng á. Tin hot là tin nóng. Ừ, chưa có gì hết á. Nói tin cả cái móng mà thấy ăn. Mày thấy ổng không? Ổng chi da ổng gì á. Thôi mày ăn đi, mày ăn đi. Ổng chi da ổng gì á. Xong đi ra nói chuyện rồi chứ. Không ai không nói đâu. Ông đợi mày ăn đi rồi động vô ông bắt mẹ. Bắt gì ta cũng hết, bắt gì nữa. Người cũng ăn hết trơn người còn cái đâu nữa rồi ấy. Quá phê cả nhà. Giờ giờ chạy mở kìa. Quá đã rồi. Cái mấy giờ này mập. Cái máy quay cho mập. Vô ăn cái mập ơi. Đây nè. Vô đi. Ừ, mập cho mập mập mình ăn. Này vô đi. Ồ. Ai không ăn được mở lại cái này. Cái này im nè. Nó mở nó lạc luôn. Ừ đúng rồi. Mở ít. Ừ. Rồi chảy nè. Ồ có chảy nước kìa.
Đó nó mới ngon quá. Nó vừa mở mà nó vừa nạt này kia. À, mời cả nhà cả nhà ơi. Quá ngon. Rồi hay là quá đã rồi nè. Nhưng mà nướng gì chín hết trơn cũng thành công lắm rồi đó. Chứ nào giờ mấy em nướng vô không có chín. Nướng hầu nhiêu cục thịt nó giống nhặn hoài vậy đó. Bữa nay là chín toàn bộ luôn nha cả nhà. Em mời cả nhà nha. Gì? Anh ăn dính hộp dưa leo miệng luôn kìa. Tại anh ta đi. Tại anh ta đi, xin gớt rồi. Thấy người ta vậy mới vui. Ừ. Thằng nhắc nhận. Nhắc hay rồi, nói ghê cái miệng dính hộp dưa leo kìa mày. Nhắc mày tự nhiên mày nói tao không ăn dính hộp dưa leo với miệng nữa kìa. Nhưng mà đâu phải mày nhắc tao đâu, mày nói như này rồi. Nói như này á. Nói cái mai này. Đôi khi mình dùng biện pháp là nhắc nhở nhưng mà không trực tiếp, gián tiếp. Đúng không? Ta đang móc một xíu xíu đúng không? Kiền cái đợi cho ta giảm hết cái vào lại cho ta giảm hết cho như tôi mới mới để anh thôi là không thấy. Rồi để anh thôi làm đấy. Người ta không tin là mình nói. Trời tao. Cái giò cái gà nó thơm đã thiệt. Ừ. Ừ. Trời nó ngét. Chạy ra quá hả? Ừ. Nãy giờ con thấy đắng rồi. Ừ. Mềm trái. Mẹ mấy trái đắng lắm à. Mấy trái này xanh thì nó lặn 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 gì đắng lắm nè. Rồi đắng thiệt luôn á. Ok. Đó, xe tao. À đã. Chờ thêm miếng nữa coi cả nhà. Quá em. Cái dầu heo này là hồ cũng bộn á. Cũng bự. Ồ ừ, cái cục này mới đã nè, mọc cho cam ramen chứ cục này quá ngon luôn. Ngon hết sảy luôn cục này. Giảm mỡ cả nhà nha. Thiếu Coca Cola ha. Ừ. Có còn lại đây mà ăn có Coca Cola. Uống đã. Uống vô nó ở cái. Ừ, ở lắm. Bữa là uống ở ở cái. Quá tuyệt vời. Kiếm chai nào mà không có đắng rồi trời. Vô leo tao thấy. Đắng quá vô leo mà đắng cái màu rồi đắng. Đắng không? Không. Hơi nhẵn à. Ừ. Sao đó không? Mập ra mập. Xong đi. Dạ yeah, ơi. Xong đi. Ê. Ăn review rồi. Ừ. Ăn cảm nhận coi review cho khán giả coi coi. À. Được đây. Đúng rồi. Sao không đi? Ăn luôn. Ồ ồ trời. Thôi đó. Quá đã nha. Ngon phải không? Ừ, ngon. Mày gì cũng ngon. Trời ơi trời. Dạ cả nhà. Để quay chứ. Dạ thôi. À, nếu mà anh em lấy dưới nhà. Dạ còn hồi này là nó vô cái cục này là ngon nhất cục chung được theo luôn á. Mở đầy đủ bà gọi luôn như bà gọi với người mở vừa nạt vừa da. Thôi này chờ cho bằng cam men. Thôi anh em xuống dừng clip ở đây nha nha. Dừng clip cũng khá dài rồi. Cảm ơn nhà dành thời gian cho hết gieo nha. Giờ hẹn cả nhà ở clip theo với những màn cho hay nhất của mấy anh em nha nha. Cảm ơn nha. Rất nhiều. Bye bye cả nhà nha.